Một tổ chức bảo vệ nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Pháp gửi thư cho phái đoàn Bộ Ngoại giao Hà Nội tới Geneva, Thụy Sĩ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR vào ngày 5 tháng 2 để đề nghị Việt Nam xé bỏ bản phúc trình dối gạt về nhân quyền để nói lên thảm trạng thực của nhân quyền Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ông Võ Văn Ái, tác giả thư ngỏ. Tiến trình kiểm điểm thường kỳ phổ quát là cơ hội hiếm hoi thúc đẩy Việt Nam chấp nhận từ phê và đối thoại xây dựng về kỷ lục nhân quyền. Tuy nhiên, chúng tôi quan ngại Việt Nam sử dụng cuộc kiểm điểm như một vở diễn trắng trợn trước cộng đồng quốc tế để che giấu những vi phạm nhân quyền trầm trọng. Vì vậy, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam của chúng tôi đã đề nạp Liên Hiệp Quốc bản phúc trình về thực trạng nhân quyền cũng như thông báo các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thảm trạng này. Hôm kia, tôi viết bức thư ngỏ gửi phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam đến tham dự kiểm điểm, đề xuất phái đoàn tuyên bố sẽ xé bỏ bản báo cáo viết sẵn, nói lên những vi phạm nhân quyền trầm trọng, rồi xin các phái đoàn chính phủ trong thế giới cố vấn cho Việt Nam phải làm gì, làm sao để thực hiện các công ước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam ký kết từ năm 82. Đây là cách cho phái đoàn ghi tên vào lịch sử, vào lúc trong nước có phong trào trả thẻ đảng, phong trào nhân dân và trí thức yêu sách bỏ điều 4 trên hiến pháp, cũng như giới trẻ xuống đường yêu sách bảo vệ biển đảo và biên cương. Lá thư được gửi đi vài ngày trước khi Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tổ chức một buổi hội thảo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để kêu gọi cho nhân quyền Việt Nam. Buổi hội thảo ngày 4 tháng 2, tức một ngày trước khi Hà Nội báo cáo nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, xoay quanh chủ đề tiếng nói của xã hội dân sự bị cấm đoán tại Việt Nam. Trong số các diễn giả, có hai nhân chứng từ Việt Nam đang bị quản thúc tại gia, trình bày qua băng ghi âm là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và huynh trưởng gia đình Phật tử Vụ Lê Công Cầu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo không được Hà Nội công nhận.